chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn nè. Hôm nay Linh Nguyễn chia sẻ cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem một cái clip nữa nha. Hôm nay là Linh Nguyễn sẽ quay cái khoảnh khắc là ăn sáng của mấy chị em làm chung cho cô chú anh chị mình cùng xem, là ăn một con cá sấu siêu to khổng lồ luôn ha. Rồi mình sẽ quay cho cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem cái con cá sấu đó nó như thế nào ha cô chú anh chị. Đây, bây giờ bắt đầu là mình sẽ làm thịt cá sấu và mình sẽ chia đều cho mọi người nè. Cá sấu này là đúng là siêu to khổng lồ luôn nha cô chú anh chị, nhưng mà chỉ có đặc biệt là 25k. Nó rất là ngon luôn ha. Nó có vị ngọt ngọt nè, mình ăn vào miệng nó sẽ tự tan luôn. Nó có cái độ tan chảy rất là ngon luôn, mà nó thơm nữa. Nó thơm cái mùi bơ lắm nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ mình mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn sáng với lại mấy chị em mình ha. Và xem video cho vui nè. Ổ bánh mì á hả, ăn cả làng nó ngọt không? Ngọt rồi, chị chấm sữa gì nữa. Nó có ngọt không? Đâu xé coi chị. Xé ra bạch ra cho em coi coi. Trời ơi, này có bơ nè, thơm thơm phức luôn. Yên nó đi. Để yên nó đi. Ừ, giòn giòn, bơ thơm. Bánh mì siêu to khổng lồ. Rồi chị Thảo gửi cái clip kia qua cho em à. Ăn coi chị Mai. Ngon khí thế luôn. Phượng ăn Phượng cười kìa. Đó về cho ổng coi nữa. Mời mua cua quần đế nha. Ngày mai bà Tư ăn bánh mì con thằng lằn nha. Ăn sáng xong đã nạp năng lượng rồi, bây giờ bắt đầu đi làm việc thôi. Rồi sau một ngày làm việc vất vả mệt mỏi thì bây giờ đó, tới giây phút thư giãn, mình sẽ quay cho cô chú anh chị mình cùng xem cái giây phút thư giãn của mấy chị em mình nha, xem cho vui nha. Quay vô. Đi nhiêu vậy? Đúng chị ơi, 20 triệu chị ơi. Bây giờ bao nhiêu chị? 15 triệu chị ơi. Thôi nếu có ôi bật thảo đi tới luôn. Wow, lưng mang bạc vô luôn. Để biết thì thôi em đi lên. Bây giờ chị chắc đi móc cho kiểm tra rồi mà tin. Chị của tủ lạnh đẹp ta. Đó, đẹp không? Đẹp, trời ơi. Nó 20 triệu. Trời ơi, hai đứa nhìn ra. Dạ, chị hai đứa làm cũng nhanh nhiều rồi. Cô căn nhà 6 tỷ. Đúng không? Cũng nhanh thời gian này là 5 triệu. Trời ơi, đẹp này. Cô là làm mà tưởng nó này là cái gần trăng này. Ngồi đi. Ôi, gần trăng thì má. Cái đầu của tôi chết. Trời ơi. Trời ơi, nghĩ đầu đi. Ôi, hai mua nhà
tay sổ số là việc lót. Em bán rác anh ơi. Em mới bán rác từ 1 tỷ. Được mấy tỷ mua ở nhà 6 tỷ. Căn nhà 6 tỷ mua mấy giặt tủ lạnh, mua bếp ga đủ hết, đầy đủ, điện có 2 giường. Ủa, hai giường. Mua cái phòng hả? Hai phòng gì? Đại một cái phòng. Chị, ở Linh, sáng màu trắng mà Linh. Bà ơi, có chuyện này. Có 2 đứa con, 2 phòng, em phòng. Ừ, em phòng em làm gì em? Xong rồi. Mở luôn đi, bây giờ anh gì quên rồi. Mở luôn kéo. Thấp hơn. Quá à. Tiền quá, mốt ăn tân gia thôi. Rồi, mua con voi đãi.